Tôi chưa có bạn gái, chưa có vợ. Thỉnh thoảng đi ra ngoài massage để thỏa mãn nhu cầu thì có sao không vậy? À, có rất là nhiều sao đấy anh ạ. Thường thì sẽ có hai kiểu massage, một là massage bằng tay, hai là massage bằng miệng. Và cả hai cách này đều không an toàn đâu anh ạ. Thứ nhất là chúng ta hoàn toàn không nắm được cái tình trạng sức khỏe của nhân viên massage. Thứ hai đó là nếu như mà nhân viên massage không vệ sinh tay và khoang miệng sạch sẽ giữa các ca massage thì mầm mống bệnh hoàn toàn có thể lây ra từ người này sang người khác. Và em Phương thấy có rất nhiều anh nam giới có suy nghĩ là chủ quan như thế này. Tôi có làm chuyện yêu trực tiếp đâu mà lây bệnh. Nhưng mà chính vì cái sự chủ quan đó nên đã phải trả giá rất đắt cho sự thỏa mãn phút chốc. Và một tỷ lệ nam giới mắc các bệnh nam khoa như là sùi màu gà, lậu hay giang mai hay thậm chí là HIV ngày càng cao. Nếu đã chóp một vài lần đi massage ở bên ngoài thì các anh hãy theo dõi sức khỏe của mình, chú ý những cái dấu hiệu của cậu em trai. Và nếu có biểu hiện bất thường thì hãy đi kiểm tra và thăm khám điều trị kịp thời nhé. Ăn chơi thì ăn chơi nhưng mà sức khỏe vẫn là quan trọng nhất các anh em nhé.